Em chào quý anh chị, cô bác và các bạn nha. Hôm nay em rủ em mời mấy anh chị và các bạn cùng cha con em đi thu hoạch rau củ quả vườn nhà. Bữa nay thấy chanh được bộn rồi, giờ đi hái chanh trước nha. Nay chắc thu hoạch cũng hơi bị nhiều thứ ra. Cây này thấy cây này có con trái hai trước đi. Đó, rồi đi lại em thấy cái cây trái nhiều đằng kia. Rồi ô dưa gan này theo con thấy hái vô được rồi ba ơi. Quá trời nè. Bữa đây con trái nó rụng rồi. Cũng hư rồi. Được rồi, trời láng da trên nó nữa đó. Nhánh đó luôn bà, kéo xuống nó nằm trên đó đó. Đó. Ừ, trời ngon lành, trời nắng quá bạn ơi. Đang 1:30 trưa bạn. Ồ đây trái này. Ồ mà nay nó hái trái này. Ừ, thấy chưa? Hết sảy con bà bảy luôn. Ôi kìa bà, bên dưới về mẹ ngày đó kìa bà, thấy không? Đó. Ừ. Ôi ôi hết sảy. Rồi cho bà coi trái này coi bà. Bữa nay nó bự không nè. Ngay dưới. Bà cẩn thận nè, ngay đây nè, ngay cái gốc cây nè. Ừ. Bà cẩn thận nha. Ngay gốc cây đó là gai chanh không nằm xấu để ăn. Xấu để ăn. Anh không hái mấy cái chanh non đặng bà ho chứ tôi ho đâu. Bà ho tôi nghe khặt khặt. Tôi nghe bà ho. Tôi nghe bà ho khặt khặt. Cửa cái này hư gì mà chèo nó. Nó làm như nó bị ấy vậy bà. Ăn ra trái bị chán một kia. Ôi bà qua đây. Mấy cái trái này láng già hết rồi. Ồ kìa ba. Đó ba. Thấy không? Đây nè. Thấy không ba? Trời đất ơi con chỉ mỗi tay luôn, không dành trái này hả? Ở trên nhánh đó. Dạ cái cây lan đó nó lên cao quá, nó lên nó bị đựng cái nóc này nó cong queo rồi cái mấy cái. Cái nó. Chợ. Bông ơ cũng nhiều lắm á, lan á. Thì cũng có nhiều đó đó. Ừ, nhiều đó khoe táo khoe lui hoài đó. Tao nói phe quá trời, mời kêu mời tới nhà không mời. Chuyến này thì sẽ rủ các bạn tới chơi kệ. Đổ bánh xèo ăn nha. Có gì đổ bánh xèo ăn đây ha. Ừ, mời mấy cô chú bạn của mẹ tới nhà chơi bạn ơi, đổ bánh xèo ăn. Thầy cũng có mấy cô chú ở trên đó thấy mẹ quay phim đăng khoái cũng muốn tới chơi. Sẵn dịp thì thôi. À, mời tới nhà đó bánh xèo ăn. Chào được cái trái ngoài đó. Phải bỏ điện thoại xuống mới hái trái đó được rồi. Tại này nghe mí đìa rồi. Chắc chưa có rồi mẹ. Muốn rồi bữa đó mò sẵn đi. Mò thử rồi có coi con nào không. Không gà nó cũng lớn không kịp mình ăn. Ba ở bên đây chắc phải bỏ điện thoại xuống mới hái được. Một cây được như đây. Dùm đi bóp móc cái cây khác nữa nha bạn. Giờ bắt đầu chung qua, chung vô bụi bạn. Ồ đây. Đó, phía mặt cặp trái quá bự luôn. Cặp này cũng hết sảy con bà bảy nè. Túi bạn, nhưng giờ đây không đem theo, không có túi. Trời, chung vô nữa nè, chung bụi, chung lùm không? Gai không? Ớn ăn cây chanh này lắm. Cây này trái quá trời nè ba. Mấy cái đùm này, nhỏ. Rồi, chung ra. Rồi. Đây có 2-3 cây bạn. Mấy cây kia trái ít. Đây. 2-3 cây như đây. Sang qua gỗ này bạn lấy gỗ này đi hái đồ bạn ơi. Gỗ này bự hơn. Thấy đậu bắp cũng nhiều.
sang qua, sang qua. Giận giận cũng 4-5 kg nha bạn. Nghe nói trên này có giá không biết có không. Kệ. Có bán cho ba mình có tiền uống phê bánh à. Mua giấy số, đặc biệt mua giấy số. Đây. Giờ đây hái đậu bắp các bạn. Trưa nắng, rau nó gũ 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 đậu hết trơn bạn. Hôm qua mình đi tỉa cây su nam này cho nó gọn gọn mà. Đó, tỉa luôn cái ổi nữa nè. À, không đi vòng vòng tỉa ba cây cối. Đây, tới đậu bắp. Có không? Rồi lần này trái bự bự không nè. Đây nè, qua đây đi, đây là trái ngon không rồi đây nè. Nè. Trời ơi, đi đâu bên nhà người ta vậy, đi về. Chó mình bạn nó qua bên giường ta. Rồi, đất ơi, thấy đường coi nè. Rồi thiến luôn rồi. Cái trái con kìa. Nhìn kỹ kỹ lại để đi nguyên luôn cái rồi. Trời đất ơi, con sâu nó đang bu nhỏ rồi. Đụng tới nó rớt rồi. Đây, rồi. Trái dưới luôn bà. Cái này ở dưới này, này nhỏ người ta. Ok, trái, trong này còn trái à. Đó đó. Ừ, trái đó. Yeah. Đây, bây giờ. Đấy, tới khúc này coi. Này hôm bữa con hái có đó bà. Hết rồi bà. Đó bà coi đằng bên trong trong đó đó con mắt lá này con nhìn thấy. Ở trong đó đó ừ có con trái à. Cái này là cái đào nè bà, cái đào chuyên nghiệp của mình đó. Chưa thấy bông ơ gì hết. Cái đây cũng có đấy nè. Cây coi cái này là cái lá lụa bạn, mới tỉa nó lại hôm qua. Dạ hái từ đâu trước, hái trong đó trước ha. Dạ. Trời ơi, coi. Đang nắng dữ dằn luôn mà. Mà bà bái mình kêu chiều chút nữa đi hái mà ổng 1-2 ngủ mình giờ mẹ. Mày hái có quan hệ gì? Nắng. Mày nó. Đành lòng. Đây nè, làm chiếc mặt. Đây nè. Mấy ngày là mới bước ạ. Đây, trái này nữa nè bà. Trái này nè. Cái ẹo của nó thôi chứ gì nè. Nắng chết mà. Nắng đen con người ta gặp vậy mình mặc quần đùi ra nữa bạn. Đó trái đó luôn bà. Nè bà, em mặc quần đùi nè bạn. Ác không? Mặc đùi măng ủng nè. Đội cái nón lá chà ná lửa của mình bạn. Đó, giờ đi ra giường mà không có nón là chịu nổi mà. Mình la ông quá, nay ông đội nón rồi nè bạn. Để sổ mũi rồi kìa. Không đợi nón đưa cái đầu chan gian ra bởi nay sổ mũi rồi đó. Chiều mát mình mới ra mình làm cỏ rồi bạn. Giờ nắng không có mần gì nổi hết. Tỉa cây, tỉa cối đó mần cỏ bờ rồi bạn coi kìa. Đã xả rồi cắt tỉa gọn gàng rồi. Nhà vườn bạn ơi, rảnh mần bạn ơi. Chứ nắng quá ra uống thuốc cũng vậy. Trái ngày tay bà luôn bà. Ừ. Không, trái bên kia kìa. Tay kia kìa. Ừ. Chưa. Rồi, đang trái nữa nè. Hết rồi. Nè. Dưới đằng kia, bên kia trái nữa rồi xong. Qua cái chỗ khác. Không thấy, ủa còn đây trái nữa hả? Không thấy trái này.
Rồi, men đâu trái nữa kìa. Ừ, đó đó, đó đó. Kia đó nó cầm queo đó. Ừ. Trời ơi, mới hái non ngon quá bạn ơi, hấp dẫn ha. Đang thấy bà luôn. Cái gì? Trời ơi, dưa gan mới chín. Bụi cho nó lửa nằm vàng hè bởi nó bạn. Rồi, tới đây đi. Chứ đằng này khúc này có nè. Ôi, qua bên mát ngọt. Đỡ nắng lên rồi. Đưa nắng mà ta nay gì à, nắng mà chết cả cá cờ cua ngôi lên bờ mẹ em xuống cấy gì vậy bạn. Trời ơi. Rồi tới khúc lần này đi ba. Không có cho mình bẻ tay nha bạn. Bẻ tay là cái trái nó nhìn thấy ghê nha bạn, nói vậy đó nha bạn. Không có bán buôn gì được, có mấy nhầy mà thiệt bạn ơi, nó mấy nhầy gì hả. Mình lười lấy kéo á bạn. Giờ hơi rút kinh nghiệm, à, nếu mà không có ba mình hái thì mình hái mà có nhiều lúc mình không quay luôn bạn, rồi có nhiều lúc không mấy mình hái thì mình chịu khó mình cắt gớt mình lụm. Đó bạn, trái này nè. Rồi sao quá, sao bỏ tới nè. Nắng đó bà, xin tới trái bên trong nữa đó. Không kiểm nó già nha bạn. Rồi xích cho trong kiên trái nữa kìa. Xích vô. À, không phải cây đó bụi thứ hai, bụi giữa. Bụi giữa không ngay cái bụi đó luôn nhưng mà vô chính giữa. Kìa đó ba. Ờ, cái đó đó đúng rồi. Rồi hết rồi đó, đi qua cái chỗ khác. Nhiều clip quá bạn. Đất rộng quá. Tại nó chơi tại không có đất các bạn. Rồi chỗ nào trống cái mình nhét các bạn, thành ra nó không có được một chỗ, thay vì mình trồng một chỗ thì nó sẽ đẹp hơn các bạn. Đẹp con mắt. Thôi đi giờ có chỗ kệ, có trồng được là mừng rồi bạn ơi. Thề luôn không có để đất trống nha bạn. Nhét được gì là nhét bạn. Này dạ, bữa bỏ mấy cái lá chừng. Ủa nãy cái ớt này bà có hái không ạ? Rồi nãy ba mẹ mình á, mình ngủ chưa hái, ông bà hái một bịch ớt luôn bạn, ớt mà kêu bằng một bịch á. Trong nữa ba, trong. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Nó lớn cái này cho mình thấy ngon. Vậy rồi cái này đi, cái này trong này nó được rồi. Nè, cái này nè, cái này với trái trong này nè. Cái này nè, ừ. Rồi trái trong này nữa nè. Cái đó đó bà. Thấy kiểm, ta kiểm rồi, ta chỉ cái nào hay cái đó đi. Trời ơi, hai không hai là lo sửa đậu các bạn. Vậy đậu nó bò không đúng chỗ các bạn. Đậu đũa trồng người ta nó dách nhà hết bạn. Ngoài trước, hàng gạo, rồi ngoài trước, rồi ở đây. Trời ơi, tao nói cái chỗ nào mà nhét được là nhét hết bạn ơi. Trái này sao? Con thấy người ta bà, cắt cái trái này rồi người ta cắt luôn cái lá này bà. Rồi, qua mấy kia nữa bạn ơi. Qua bên đây bạn. Má cái cắt kỳ luôn. Có hai trái còn thấy được luôn. Trong này trái đó đó bạn. Trái đó đó. Trái này nè bạn. Cái này nè.
Mấy cái này để mai luôn ha. Mình kỹ coi. Rồi ba, bên đây để mai hái là được luôn á. Mai là đủ bự luôn. Rồi qua clip cái bên đi. Ừ, cái nó già. Cây nó nhỏ nó trời ơi. Bạn ơi, nó nằm như hai con heo bạn ơi. Hai cái trái này nó bự ba ha, ngay chỗ này là cái mô này nè. Là nó tốt nhất. Đậu giống ha. Ba mình kêu hồi hái mấy trái đậu giống rồi bữa để nó già ra. Trời ơi. Đây nè, trái bự đây nè. Ừ. Tới đây đi. Vô đó hả? Khó vô mà. Đó, ngay trước mặt luôn rồi. Rồi quay ngược mặt lại nữa. Đây nữa đây bà. Dễ bán. Cái này sao? Hồi ba đi trồng ra ngoài này ha. Gì ba? Đeo căn cuốc mà nghe tưởng trứng cút. Thôi lụm mớ trứng cút với trứng gà bạn. Mà nãy không có quay bạn ơi. Lụm bỏ trong tủ. Mai mốt bạn tới nhà chơi. Luộc trứng cút mời ăn bạn. Mời mấy cô với mấy bạn, mấy chú rồi tới nhà chơi bạn trong nhóm, trong nhóm từ thiện cái lại quê tôi với bạn. Chơi chung với nhau, đi từ thiện chung quá, rồi thân rồi mấy cô đối tốt cũng vui lắm bạn. Rồi mấy cổ thích, thấy nhà mình hay đăng, kiểu như đăng thu hoạch đồ này kia nè. Mấy cổ cũng thích, cũng muốn tới nhà chơi tham quan vậy đó. Rồi tới nhà không có gì thì mình đẩy bánh xèo vậy đó bạn. Rồi có gì bữa đó hái đó. Ai thích gì tặng đó. Nhưng mà nè, thì cái nào mà đang lứa thì mình hái bạn. Thì thích thì bữa đó kệ, tặng người ít đem về ăn. Ví dụ vậy khỏi bán bữa. Rồi chắc bà lại hai cái cây ngoài này nè. Ủa cái vàng ngay cây chanh nãy coi rồi hả bà? Nè, ngoài nữa đó. Ngoài bìa này luôn nè. Cây nhỏ mà hái cây nhỏ hái rất nhẹ. Ủa bà xót cái trái đó kìa. Trái cái trái đó già đó. Ừ trái đó đó. Đó tới. Ừ. Rồi nghe cây ba cây. Ừ đúng rồi nó đó. Thôi hái đi nó đó. Thôi hái đi. Chưa. Trời ơi đây có ba trái dừa gan nữa rồi bạn. Ủa. Ừ đây một trái. Đó. Hai trái chín hết trơn rồi bạn ơi. Ba trái mà ba chưa cho hái. Gì? Để đại đi. Rồi giờ quay qua hái đậu bún đi. Hái từ đằng này luôn đi chứ đằng kia đâu có đâu. Hồi giờ hoành ra trước sao? Giờ hái đây mấy cọng đi. Hái từ đây hái ngược ra. Giờ hái luôn đậu bún bạn. Đại cái cặp bên kia là nhỏ đúng rồi. Cặp này hái được à.
Nãy quên ngó, nay có đậu gồng nó bự lại chưa hết bà. Hôm bữa là hái một gỗ đậu gồng luôn á, trời ơi. Cái đám đậu gồng mới đó mày hái chưa? Chưa. Còn mới hổng rồi tới chưa. Vậy hả? Đâu hồi qua con qua ba qua dòm đậu gồng coi, trời ơi, bữa mình hái mà mình gấp đi vô nhà bạn mình chơi bạn. Vô nhà nó nấu lẩu mắm ăn. Cái mình không có quay. Mình hái một gỗ đậu bắp với đậu gồng bạn. Cái gỗ mình cái bằng gỗ dung lên luôn á nha bạn. Nhiều á, mà bữa đó gấp gấp rồi mình hái ba cái rau trong vườn đủ loại các bạn. Đem vô đặng ăn nhúng lẩu á. Rồi lo giết đi nên không có quay bạn ơi. Trời ơi, bữa đó hái một bao luôn, cái bịch bự luôn các bạn. Ủa, đây còn nhỏ nhỏ không bà. Rồi, đậu khúc này có nhiêu đây à? Ngàn trước bạn ơi. Thì hái, có nhiều trái con không thấy. Sâu. Bên này ba. Rồi, ngoài này có nhiêu đây à? Ủa bà hái đậu vậy, bà hái trái già đó luôn đi, chứ trái già đó là hái được rồi đó. Hái đậu già luôn á. Ở đây coi có trái mướp kìa bạn. Đó ba. Ở đây có hai trái nhỏ cù đeo cắn cuốc nữa nè. Hái luôn. Đây nè ba. Nè, hai trái này nè. Trời ơi, trái này cũng xấu nữa rồi. Đó, hai trái nhỏ đó là hái được rồi đó. Đóng một đĩa cho đó mà bà. Chắc bữa hái rồi. Mới thế thì sáng nè. Ủa, đâu ra mà bà thấy. Không có nước bà. Ừ. Đây nè, chứ bây giờ mềm. Bước nó đang ra lại nè. Mềm mềm, nó không có nước. Cái này ừ. Cái này nó lớn rồi. Nó hết lớn rồi, trái đó lên hết lớn rồi. Còn cái nào hơn có luôn. Ừ, còn trái này à. Cắt luôn. Rồi kiếm kỹ coi. Này đậu mình hái luôn đậu giống nha bạn. Mình đi vòng qua đó mà coi cái ngay chỗ đó. Coi gì ba, coi đậu gồng hả ba? À, ba mình lên đó hái mới đậu bắp kia coi còn không bạn. Đây, mình đi qua đây mình coi kiểm đậu gồng mà. Dược của mình nở bông nè bạn, hoa thật dược. Trời ơi. Nó bệnh nhiều. Đâu. Đậu bắt đầu nó lồng thồng kìa bạn. Đây nè bạn, bạn nhìn vô nè. Bạn thấy sự lồng thồng của nó chưa? Bạn thấy sự lồng thồng chưa? Trời đất ơi, thấy sự lồng thồng kìa. Giờ mới trên nó ra. Mắc mê hết mấy bạn. Con nào nó lồng thồng kìa bạn. Đã các bạn ha. Mai mốt rồi mà còn ở đây clip kia clip nữa các bạn là nó sẽ lồng thồng còn nhiều hơn nữa nha các bạn. Bữa hổm cái vàng này nè bạn. Nó gộ ngay Tết bạn, ngay mùng 1, mùng 2 bạn. Mùng 1 thì mình cử mình không hái thôi. Mà đáng lẽ phải cử tới mùng 3 luôn bạn. Rồi thôi trái quá rồi trái không hái nó già uống bạn, khỏi cử đắt gì hết tới mùng 2 ra hái quá hái luôn. Trời ơi hái cái đậu ngay chỗ này không mà 2 kg bạn nghĩ đậu mà 2 kg là nó nhiều cỡ nào. Đó rồi mùng 5 nữa hả bà. Mùng 4 gì á, cách bữa là hái 1,7 kg nữa, qua bữa sau là hái nữa đó bạn. Rộ á, ngay chỗ này thôi bạn, mà trồng trong cái chậu bạn coi nè. Đó, trồng trong chậu thông minh vậy đó. Mà trái vậy đó bạn. Ồ bạn ơi, coi nè nó lồng hồng rồi bạn ơi, nhưng mà lồng hồng chứ chưa hái được nha bạn, nó còn non nữa bạn, nó thương quá bạn ơi, coi nè. Hết lần. Mà ở đây mình có mấy clip luôn nha bạn. Sắp tới mà lấy thúng mà đựng nó nha. Thương vậy đó, cái nước nó thương trái u nù à. Mà vàng này vàng mới các bạn, ngoài này nó không có bị sâu các bạn, đỡ các bạn. Ở trong kia nó sâu quá. Nhón không? Vàng làm cao quá mà. Xong đợt này là quay qua đợt trồng lại dưa leo nha các bạn. Nè bạn, mình còn đây một vàng nè. Còn đây vàng, bên kia vàng nữa các bạn. Mà nó mới chuẩn bị có bông mà bạn. Mình thấy nó có bông nhỏ nhỏ rồi chứ chưa có trái nha. Đó, nè bắt đầu ra chờ bông nè, thấy không bà? Đầu bà nó nhỏ xíu mà bà. Hai trái đó còn nhỏ lắm.
Ôi cái thường dược này màu tím bạn ơi, nó đẹp nè. Ôi nó chưa nở hết cho bạn, nó mới có cánh hai cánh nè. Nè ôi cái màu này đẹp nè. Trời đất ơi cái này màu vàng. Nào đâu bà? Chưa bà? Dạ rồi. Dạ thì để chứ còn thấy trái đó được. Sâu rồi, để luôn. Trái đó bị sâu rồi. Rồi, hết rồi. Trời ơi đứng chà hãng coi nè. Hết rồi, nhổ con cỏ này kìa. Trong cái này kiệu nè bạn. Kiệu để gùi gùi hái. Đó mình đang đợi giáp cá bự bự chút mới mời người ta tới nhà bạn. Ở bánh xèo phải có ra giáp cá nè bạn, rồi hẹ rồi nè. Đó, mà tí cái hết cả bè xanh chắc phải ra chợ mua xà lách nữa bạn. Bè xanh được ha. Tại nay cả bè xanh hết rồi, giờ quay qua trồng cải ngọt rồi nè bạn. Đó, cải ngọt rồi ba ơi. Ôi ba đi vừa vừa thôi ba ơi, gãy nhánh con nữa rồi. Bông rồi gặp ổng rồi nè. Thằng nhỏ mới ôm nụ luôn gãy nữa rồi nè. Dạ. Hồi em có à. Đây, cải ngọt bạn hôm qua hái bán được 5.000 rồi bạn. Bữa nay hái đi chứ để nó già uổng, hái đi ba. Trời ơi bữa nay nó non ngon kìa bạn ơi. Ta nhổ xong đi rồi cái người ta nhổ một lượt đi ba rồi cái người ta cắt liền chứ để nhổ nè mà để cái vũ đất. Cứ để cứ nhổ rồi để cặp vô trong đó khỏi vũ gì trơn á, chút xíu cái ba cắt rồi bị vũ. Cải chưa nắng nó cũng hơi bị xèo xèo bạn. Ủa sao không lựa cây bự hơn trước hả? Cây đó còn nhỏ hơn mấy cây kia. Ôi ôi giờ cải nó vô đợt rồi đó. Đúng là cấy nó lẹ lớn hơn ngoài sau xạ hả bà ha. Với ngay chỗ này đất rồi mình trộn phân dữ lắm bạn. Mình trộn sơ dừa trấu cho trấu rồi, rồi cái mình trộn thêm phân gà đồ xuống các bạn. Bởi vậy tới hồi mà nó tốt rồi các bạn thấy không? Mứt rượt luôn, lá nào lá nấy coi nè. Tốt mà tốt mướt rượt luôn các bạn. Đẹp thiệt luôn á. Hái đủ ăn thôi ba, lựa cây bự. Ủa bên này có bán không? Bán vậy thì hái nhiều đi. Con tưởng đâu hái đủ ăn. Ô vậy hồi trong hai cái chậu kia hái luôn không? Hay là hái 1 ký bán cho nè, bên đây nè mấy cái bự nè, mấy cái bự đằng kia kìa. Bán 1 ký đi rồi mai mốt 1 ký. Ừ. Cái đầu đằng kia là mình trồng cà bạn. Đó con có chen mấy cây cà xích ở trong đây rồi đó nha bà, nhỏ cẩn thận dính mấy cây cà con. Cái clip này bà để cho con đi, bà đừng trồng gì chờ đấy, trồng cải trồng rau đồ ăn bậy nữa. Bà đè bà mấy mốt bà đè bà trồng hết trơn rồi lấy giống gì có cái khác ăn đâu, trồng có một thứ vậy. Nhưng mà cái clip này bà để con đi, mấy cái clip sau đó bà cứ trồng dưa leo gì đó bà trồng. Để clip này trồng rau cải đồ ăn bậy nữa. Mới cấy có bao lâu rồi bạn thấy không? Mới cấy bữa hổm mình đi mình cấy này có 2 tuần lễ chứ nhiều. Hả ba? Hơn hả ba? Chắc 3 tuần. Đó, giờ cộng nào cũng lấy mật đù chứ. Mới hôm qua hái bán 5.000 rồi bạn. Lựa mấy cây bự bự bán trước. Này ba, cái này nè. Chắc bộ hơn 1 ký kìa. Ngó bộ hơn rồi đó. Ngó bộ hơn 1 ký rồi đó. Này ngoài này còn 2 cây này nữa nè. Được chưa? Để ông ngồi ông tỉa gốc rồi bạn ơi. Nhổ thêm bạn ơi, chưa đủ ký mới 700 gram. Ta nói rồi chứ. Hổm lên nhổ đủ 2 ký cải kia nhiều lắm. Nè nhổ luôn cây bự này đi. Cây này nó che gì nè. Này thù lù hả? Cải nó đi. Rồi ơi, tới thù lù là ông ghét ông nhổ ông dục rồi bạn. Mà cái nết của thù lù nó cũng bự lắm mà. Quên nó trái ngoài hôm gài nó rụng nhóc ngoài. Chưa có ở không đi đi ra là hái nữa. Này ba, cây này với cây này đi. Chưa ở không đi ra hái nữa. Quá trời ngoài. Này chưa đó bơ ơi. Qua bên đây qua vô 2 chậu bên đây coi có hái được chưa. Đi, đi qua 2 chậu nữa coi. Rồi còn kêu vô cân cái nữa bạn. Đó. 100 gram nữa.
chắc có 2-3 cây nữa được rồi ba ơi. Đó, từ từ. Rồi nhỏ đi, trời đất ơi, coi kìa, ông đi vừa vừa, ông đụng mấy cây thực vật của con nó gãy hết trơn rồi ba, nhỏ đang có bông đó ba. Đi ngang qua ông cái là gọi đấy, cái bự này lá bự trong bành luôn. Mình cấy đấy bạn, thương chưa? Cái này đó nè, cái này tới nái nè. Cái này, cây đó đi, cái này nè. Trời ơi, đèn lá. Coi rồi, trời ơi, người ta đang bông mỏng đi ngang gãy nhánh hết trời. Đó, bà thấy cái bông màu hồng kìa, kìa, chuẩn bị ra nè, thấy chưa? Đó, còn màu vàng nè. Rồi, trời ơi, ông đi gì mà ta nói gãy bông gãy ơ hết bạn. Nhà này là đó nè, cái kiển ông mới tút nó là bạn. Đây. Ông mới ghĩa nhỏ bạn. Rồi, vô. Đâu rồi cân đi ba, cân cải coi được ký chưa? Đó, ký rồi, ký 50 rồi, giác rồi được rồi. Không ba. Ký 50 rồi. Rồi. Mấy bạn ơi, hôm nay là gia đình mình thu hoạch đây là một ký cải ngọt các bạn. Trời đất ơi, ký luôn. Nhiều dữ ngon mọi người. Đậu bắp này cũng cả ký nha bạn. Đậu đũa này 950 gram nha bạn. À, mướp, chanh. Chanh này nãy chưa cân các bạn, mấy ký mà? 3 ký mấy. À, chanh có 3 ký mấy thôi bạn. Đó là hôm nay là gia đình mình thu hoạch được nhiêu đây nha bạn. Đậu bắp là giờ vô đổ rồi bạn ơi. Ngày nào cũng có thu hoạch nha bạn. Rồi mình xin cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình. Nếu mấy bạn thấy thích thì tặng cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn mấy bạn rất là nhiều nha bạn. Ở nhà mà có trồng về thì đâu có đi chợ tốn tiền mua đồ ăn đâu các bạn ha. Dư bán cho người ta nữa bạn, lấy phần lấy tiền công lại bạn. Chào tạm biệt mấy bạn.